dòm thấy miền quê Tân Hưng quá đẹp. Đèn chiếu chiếu. Rồi mời cả nhà mình vô đây nha. Chào các bác. À, chào. Chào các em. Vậy phục vụ Tân Hưng hả? Đó. Rồi. Chỗ này, chỗ này. Bà con ở Tân Hưng cảm ơn anh Châu Thanh nha. À. Rồi. Cho hai tô phở. Đó. Ba bún bò một. Trời ơi cháu thanh thần tượng mà nhìn không ra luôn trời. À, chị ha, em thần ở đây ha. Thần của em đi lễ hợp trên đây này. À dạ. Về gặp cái đó. Tối nay anh diễn đây, tối diễn. Dạ. Châu Thanh với Thanh Kim Huệ là thần tượng của em. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Nay coi chú Châu Thanh về Tân Hưng Long An rất là vui. Chú nhiêu tuổi rồi chú? Qua bên đây. 66. Qua bên đây. 66. Chú Châu Thanh về Tân Hưng phục vụ cho bà con rất là vui. Cũng thay mặt bà con Tân Hưng cảm ơn chú. Dạ. Rồi tối vô ha. Dạ dạ. Quay mặt lên cho em chụp hình nha. Ba bốn tấm luôn, tấm là đẹp lắm. Ui cha, bữa nay ăn ngon quá vậy nè. Y à, quá đã luôn. Này tuyết quá trứng ha. Đó, bữa nay về đây. Đuôi bò à, sẽ một sức khỏe, mạnh khỏe. Dạ, không mua cô, không mua cô. Đó, bây giờ thì chúng ta cùng mời cả nhà mình cùng thưởng thức những món ngon của Tân Hưng nha. Đây món ngon phở Sài Gòn, phở Sài Gòn Tân Hưng bà con ơi. Tân Hưng mời đại gia đình mình nha thưởng thức. Hương vị ngọt ngào. Khó ly quá, không ngờ ở miền quê mà lại cũng có những cái quán rất là ngon thế này. Để bổ dưỡng. Kỳ hưu hả? Kỳ hưu này là của một người em ở Đài Loan tặng. Em gái tên là Hà, là một cái người mà phụ nữ Việt Nam nhưng rất thành đạt ở nơi xứ Đài Loan. Rồi Châu Thanh đi diễn bên ấy, được em gái tặng cho một cái kỳ hưu rất là quý, rất là thích. Xin cảm ơn em Hà nhiều nha. Ngày mai Tỳ Hưu sẽ ra Vinh Ông, ở Vinh Cô ở Long Hải ha. Bên đây Tỳ Hưu được đi coi hội chợ của các người đẹp chuyển giới, hát lô tô hay lắm. Tỳ Hưu sẽ được xem nha. Tỳ Hưu thấy đất nước Việt Nam mình có nhiều trò vui lắm. Cuộc sống con người cái niềm hạnh phúc nhất là mỗi cái nghề của mình mà được người ta mời ha. Giống như, như là anh làm nghề hát mà được bà con khắp nơi mời mình thấy hạnh phúc. Còn em vậy ha, chạy xe được nhiều anh em khách hàng thôi mời ha. Cũng rất là vui. Nhất là đi mà gặp khách vui vẻ rồi nữa ha, là càng vui hơn ha. Khách yêu mến mình, quý nghĩ mình như một người anh em gia đình. Anh vậy, có khi niềm đi xa thì được hạnh phúc mà khán giả, những người khán giả người ta ái mộ. Ta muốn được chụp hình với mình. Rồi mấy cô gái lúc nãy nói nhìn anh vẫn còn trẻ, thấy hạnh phúc vô cùng. Mừng lắm. Tại vì anh Thanh này tuổi cũng sáu mấy rồi, 66. Nhưng mà nhìn anh cũng là 24. Rất là mừng, có thể là chắc tại nhờ vui vẻ nó tươi trẻ. Mà cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là đây bán số hả? Dạ. Có hát không? À hả? Thì bán số rồi hả? Dạ. Ừ. Tên gì? Em tên Lan. Đây hả? Dạ. Cái sàn đẹp gái quá ha. Ừ. Nào đang ngồi đây với anh đi. Chơi. Đây là những người em gái bán vé số thật dễ thương. Anh Thanh ủng hộ cô Lan nha, không có mua số đâu nhưng mà ủng hộ cho em để cho em mang buôn bán đắt ha. Rồi anh cho lấy cho em 5 tờ đi ha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đừng giới thiệu ai, rồi đừng để ủng hộ thôi chứ mình hầu đừng có giới thiệu người ta vô nha. Đi vô rồi mình không có mua đó, tại thấy cô Lan nhìn đẹp gái. Giờ con 5 tờ luôn ha. Rồi. Nè, đếm lại. Đếm lại. Con kiểm tra lại. Đúng rồi. Rồi, ủng hộ mỗi người 5 tờ. Chủ quán. Chủ quán thấu tiền. Chủ quán thấu tiền. Cái gì phải anh? Có Lan gửi ở đây hả? Dạ. Ừ. Quê em nữa mà đây cũng bán ở trong đây nè. Cái gì phải chị? Chế em cái gì phải? Em muốn cho em trong ngăn bằng nha. Ủa? Quý chỉ... À đúng rồi. Ok. Rồi chúc bán đắt nha. Dạ. Rồi. Rồi. Đi bán nha anh. Rồi bán đi. Tối nay anh Diễm là không... Dạ. Tối vô. Rồi gửi tiền rồi em. Ồ, bán ngon mà rẻ quá hả? Cái này là năng lượng, thuốc... cảm ơn. Đây là thuốc trị tiểu đường của người em tên là Hana ở Vũng Tàu đã gửi cho anh Thanh. Thuốc này là nhớ đến Hana, người em gái rất là tốt. Em ấy giống phải nói là có một người em gái thật dễ thương. Mình rất vui là được có những người em ở Việt Nam mình có Hana. Ngày cấp cô độc đó. Quý vị ở trong đạo Phật thì có cái ngày cấp cô độc, ông giàu có chuyên môn giúp cho đạo, giúp đời. Thì có một em gái mà cho Thanh quen tên là Hana, chuyên môn thuốc sản xuất để trị tiểu đường. Đây, hôm nay cho Thanh được khỏe lại. Cảm ơn Hana nha, vì em đã gửi thuốc cho anh uống. Cái ngày hôm nay là cho Thanh đi hát ở Tân Hưng. Rồi bây giờ thì chắc là chuẩn bị để đến đoàn. Châu Thanh cũng xin trân trọng chào đại gia đình mình và kính chúc đại gia đình một buổi tối, một buổi chiều thật vui và buổi tối nay thì một giấc ngủ thật ngon. Thì xin cảm ơn đại gia đình đã theo dõi. Đại gia đình nhớ đăng ký ủng hộ Châu Thanh nhiều nhiều. Rồi xin trân trọng kính chào.